đo đường huyết và đo mỡ trong máu mất thời gian bao lâu? Và xin chào bà con ha. Đối với những cái máy đo đường huyết thông thường á, mình chỉ có một tính năng đo đường huyết thì mình mất khoảng từ 5 đến 10 giây thôi, rất là nhanh nha. Còn cái máy đo ba tính năng, đo đường huyết nè, đo cholesterol và đo mỡ trong máu triglycerides á, thì cũng mất khoảng từ 5 đến 10 giây thôi. Cái máy thông thường thì chúng ta chỉ cần cắm que dập, đó nó sẽ hiện giọt máu chớp chớp, thì mình sẽ lấy cây bút lấy máu nè, mình chích vào tay một cái, rồi mình nặn ra một giọt máu, mình chạm vào cái que và đó mình chờ khoảng 3 đến 5 giây là ra kết quả của chú anh chị nha. Mình không có cần cài đặt gì hết, mình chỉ cắm que vào và giọt máu chớp chớp thôi. Rồi còn cái máy 3 trong 1 này á, 3 tính năng thì mình có thêm một con đoạn, đó là mỗi loại củ que, que đo đường huyết nè, que đo mỡ trong máu hoặc là que đo cholesterol, thì mình phải lấy cái que đó ra. Trong hũ que ha, mình sẽ có một cái code, cái mã code này nè, mình phải thay cái mã code đó cho nó phù hợp với hũ que, sau đó mình mới lấy que mình cắm vào máy, rồi mình chích máu cái, mình chạm vào cũng mất khoảng 5 đến 10 giây là ra kết quả. Nếu mà như cô chú anh chị mình đo đường huyết thì ví dụ một tháng mình đo nhiều lần thì mình để cái mã code của nó thường xuyên là của đường huyết. Còn khi nào mà đo mỡ trong máu thường khoảng 1 tháng đến 2 tháng 3 tháng mới đo một lần thì mình mới thay cái thẻ nhớ nó ra thôi, thay cái thẻ code nó ha. Đó. Mình ở đây mình sẽ có 3 cái loại que. Đó, 3 loại. Cái máy này thì là 1.150.000 cô chú anh chị nha. Mình sẽ có đi kèm là một hũ que 25 que cộng với kim và cái bút lấy máu. Còn cái loại này thì mình sẽ có giá là 2.200.000. Và hiện giờ đang có chương trình khuyến mãi là đi kèm là 3 loại que luôn cô chú anh chị nha. Có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình có thể gọi cho Hoàng Sơn. Tại vì mỗi loại máy có cách sử dụng khác nhau. Tất cả các dòng máy này đều được bảo hành trọn đời cô chú anh chị nha. Tức là sau này mà hết que thì mình mua que mình sử dụng thôi. Còn cái máy hết pin mình mua pin. Còn nếu mà máy trục trặc mình gửi về hãng, hãng sẽ bảo hành trọn đời cho mình. Và do đó thắc mắc của bà con nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo.